Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 21 tháng 1 năm 2022. Và báo cáo với các bác ấy, trong clip sáng nay thì có bác có nói với tôi rằng là hôm qua Tổng Bí Thư răn đe, dằn mặt, đưa ra cái giải pháp mà bất cứ ai là quan tham sẽ cảm thấy vô cùng run sợ và lo lắng. Bởi vì trong nhiệm kỳ này, chúng ta sẽ thừa thắng xông lên và sẽ loại bỏ cái giặc nội xâm ra khỏi cái bộ máy từ trung ương cho xuống địa phương. Có lẽ rất ít bác biết là hôm qua Tổng Bí Thư đã nói những gì, đã chỉ đạo những gì. Chúng ta thường đọc qua những cái bản tóm tắt ở trên báo chí, nhưng cái điều thú vị là những cái chuyện bên lề khi mà Tổng Bí Thư chỉ đạo thì chúng ta sẽ thấy được. Tôi đã trích dẫn ra một cái đoạn mà Tổng Bí Thư đã chỉ đạo ngoài cái đoạn mà sáng nay tôi đã nói. Cái đoạn sáng nay ấy, thì được phát trên VTV1 thì Tổng Bí Thư đã nói thế này. Đó chính là cái việc mà chúng ta chống tham nhũng là chúng ta phải thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Nhưng mà chúng ta cũng nhân văn, nhân ái, nhân tình. Nhưng tuyệt đối chúng ta không nhân nhượng. Đó là một câu rất hay và tôi đã lấy làm tiêu đề của mình. Nhưng ở bên dưới chúng ta có thể hiểu hơn bằng cách rằng các bác hãy nghe thật kỹ và thử suy nghĩ thật kỹ những cái gì mà Tổng Bí Thư đã nói ngay sau đây trong cái buổi họp lịch sử ngày hôm qua. Nhìn tổng quát lại thì phải nói là năm 2021 chúng ta vẫn tiếp tục được cái đà phát triển và đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhân dân vẫn phấn khởi, tin tưởng. Và người ta gửi thư rồi nói ở trên mạng, chúng ta đều biết cả là rất là phấn khởi, đồng tình. Tất nhiên, đây là tôi nói nhiều lần rồi, việc rất khó, phức tạp vì liên quan đến con người, liên quan đến lợi ích, liên quan đến quan hệ, liên quan đến danh dự, uy tín, rồi vướng luật pháp, vướng cơ chế, sự phối hợp, cua cày càng, cá cày vây, cái này vẫn chưa chưa được tốt lắm. Từ cái chỗ đó thì rút ra những bài học kinh nghiệm để mà chúng ta làm tốt hơn. Đó vẫn là cái sự chỉ đạo phải tập trung, thường xuyên, chặt chẽ, làm từng bước, dễ trước, khó sau, làm bên đảng trước, rồi sang hành chính, rồi mới đến hình sự, theo quy định của luật pháp, làm từng bước rất là bài bản. Để cho chúng ta thêm những cái kinh nghiệm. Và bài học rút ra là quyết tâm phải cao, làm phải quyết liệt, bài bản, sự phối hợp phải nhuần nhuyễn. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được, phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm, bất kể người đó là ai, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tổ chức cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chú ý những cái khâu vừa qua chúng ta chưa làm tốt, như là cái cơ chế kiểm soát quyền lực, rồi cơ chế kiểm soát tài sản, rồi khâu thu hồi tài sản. Đấy. Thì nếu như còn thiếu cái gì thì ta bổ sung những cái quy chế luật pháp. Còn bản thân chúng ta, các thành viên trong cơ quan của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng này phải gương mẫu, làm phải nghiêm, phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp, phân cấp phân quyền, như ta không làm thay. Vai trò, phát huy vai trò của cấp ủy, của người đứng đầu các cấp, anh cứ vào kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, tôi thấy dấu hiệu vi phạm tôi nói đã kiểm tra được rồi, phát hiện ra đấy xử ông kỷ luật đảng đi đã, làm cái hình sự sau, làm hành chính sau, ai cấm được, chả ai cản trở ở đây được cả. Đồng chí chủ nhiệm ban kiểm tra là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nên đằng sau là cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư đây rồi. Cho nên năm vừa rồi đã làm rất tốt cái việc này. Một số vụ là ủy ban kiểm tra đều phải vào đi trước đi.
bây giờ cứ đòi những chứng cứ mới đi điều tra, bây giờ là cái gì cứ cãi nhau hoài nữa không được. Có dấu hiệu vi phạm thôi, tôi chưa biết đúng hay sai, tôi cứ đi kiểm tra cái đã. Nếu kiểm tra nó không có vấn đề thì tốt, có vấn đề gì thì chúng ta làm. Vi phạm về đảng, nó xử về đảng trước, sau đó là đến hành chính rồi đến hình sự. Thế có sai không? Có trái luật không? Mà nếu luật không có, chúng ta làm luật. Luật là do chúng ta làm, cứ bảo là tại luật. Đừng cài cái gì, đừng cắm cái gì cục bộ cá nhân vào đây thôi. Phải thật sự công tâm khách quan, nhất là các cơ quan xây dựng luật pháp. Rất chú ý cái khâu giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, chú ý các khu vực, các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng và sớm phát hiện để xử lý kịp thời. Cái quan trọng nhất, nhân văn nhất vẫn là cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa để không xảy ra là tốt. Giáo dục vẫn là chính. Vừa rồi chúng ta đã áp dụng một số cơ chế đấy rồi, không nhất thiết phải kỷ luật, kiểm điểm, rồi là anh xin thôi đi, anh từ chức đi. Đấy, vừa rồi ta thực hiện rồi, một số trường hợp rồi, cũng được chứ sao. Anh đừng ngồi cái ghế nữa. Mà nếu thấy mình mà không xứng đáng thì tự giác thôi đi, thì là tốt nhất. Thế còn đưa ra hình sự, đấy là cái bần cùng bất đắc dĩ. Phải không ạ? Mà các cơ quan phải quán triệt cái này. Ban chỉ đạo đề nghị tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 16 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 40 vụ việc, truy tố 20 vụ án, xét xử sơ thẩm 22 vụ án, xét xử phúc thẩm 1 vụ án theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Nhất là tập trung chỉ đạo xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế. Các vụ việc, vụ án xảy ra tại Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang. Xét xử sơ thẩm đối với 10 vụ án trọng điểm. Ban chỉ đạo cũng đã thống nhất thông qua đề án thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh và tương đương để trình Bộ Chính trị xem xét thông qua. Đồng ý cho lập cái Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh và tương đương, tất nhiên phải nghiên cứu, phải không? Xin chủ trương báo cáo với Bộ Chính trị. Ta hướng dẫn về nghiệp vụ, chỉ đạo nó về phương hướng, còn việc của anh chịu trách nhiệm với cơ quan phạm vi của anh, chứ ở đây không xuống làm thầy. Trước đây nói là trên nóng dưới lạnh, bây giờ người ta bảo không đỡ lạnh rồi, nó đã ấm ấm rồi. Thế nhưng mà cái tình trạng mà nể nang nhau, thì sợ mấy ông lãnh đạo ở cái cấp ấy là vẫn còn đấy. Tuần giao cho cấp tỉnh có thể phân cấp anh làm đến cấp huyện, hay là xuống đến tận cấp xã đi tùy, rồi cứ làm thí điểm cái đã. Chứ trên này chúng ta không thể ôm hết được, mà cũng không phân tán được lượng thế rồi. Trên này tập trung một số vào những cái vụ án lớn, trọng điểm ở cái tầm lớn thôi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Thì quan trọng là tất cả chúng ta trong cái Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng này phải gương mẫu, phải nêu cao cái phẩm chất đạo đức trong sáng của những người cán bộ đảng viên của cái đảng này, của những người cộng sản chân chính này. Đã tham gia vào đây là phải trong sáng, phải lành mạnh, phải có bản lĩnh, phải có quyết tâm cao, có biện pháp làm cho tốt, phối hợp nhịp nhàng. Việc ngồi ở cái Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng này hết sức gương mẫu, gia đình phải gương mẫu, bản thân phải gương mẫu thì mới đi làm với người khác. Nay tôi phải mạnh dạn nói là như thế, và nếu không thì chưa thôi. Cho nên ngồi vào đây mà có cái tư tưởng gì có tính chất là tư túi cá nhân, bị chi phối bởi những cái động cơ nào đấy, cá nhân nào đó là không được. Hôm nay tôi phải nói mạnh dạn đầu nhiệm kỳ này là như thế. Mặc dù vừa qua chúng ta tốt thôi, nhưng mà cũng cứ phải nhắc trước như thế. Chúc hoạt động của Ban chỉ đạo của chúng ta khóa này làm tốt hơn khóa trước, và dứt khoát phải làm tốt hơn khóa trước. Như vừa rồi thì các bác có thể thấy rằng là Tổng Bí thư có những cái câu rất là hay và thể hiện đúng cái bản chất. Cái thứ nhất ấy, Tổng Bí thư không nói rằng là ABC XZ nọ kia
đúng không? Tổng Bí thư nói rằng là cái công cuộc này người dân vô cùng tin tưởng, bởi vì người ta làm gì ạ? Người ta gửi thư, rồi anh lên mạng nói, nghe nói đấy này, ngay cả trên kênh trang TV tôi cũng nói nhiều nhiều này, càng làm mạnh người dân càng tin tưởng, có đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không phủ nhận được cơ thể chúng ta có bệnh và chúng ta phải trục những cái con virus ra khỏi ngoài. Virus đây là virus tham nhũng, tham ô, tiêu cực đó, và phải trục những con này ra khỏi cơ thể để cơ thể của chúng ta lành lặn. Bởi vì bọn nó chính là giặc nội xâm, bọn nó chính là những kẻ hại đảng, hại nước, hại dân. Chúng ta làm như thế là chúng ta làm trong sạch đảng. Và một đảng hay nhiều đảng đâu quan trọng đâu. Quan trọng rằng là đảng vì dân. Người dân tin tưởng là tốt nhất. Và như vậy chúng ta mới giữ được cái sự độc lập, chúng ta mới giữ được chủ quyền, và chúng ta mới giữ được cái sự bình an cho đất nước này. Lò sẽ chuyển về đến tận, có mấy điểm mới các bác sẽ thấy. Lò sẽ chuyển về tận địa phương với Ban Phòng chống tham nhũng địa phương tại các địa phương, và bây giờ đang chuẩn bị lập rồi. Với các bác là như vậy. Thế còn gì nữa? Đó. Còn gì nữa? Còn rất nhiều thứ. Bây giờ ấy, chờ đến pháp luật thì lâu lắm. Việc nào dễ chúng ta làm trước. Các bác có thể thấy một số cái điểm mà Tổng Bí thư nói thế này. Chỉ cần có dấu hiệu là Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc rồi. Và vào cuộc thì làm về mặt đảng trước, làm về mặt chính quyền sau, nhà nước sau. Và cuối cùng là xử lý về mặt hình sự. Đó. Chúng ta có ba cái, gọi là ba cái để mà chúng ta xử lý cơ mà. Tôi có hỏi nôm na là ba luật. Luật đảng, rồi là bên luật chính quyền, rồi sau đó rằng là bên luật pháp. Chúng ta cứ xử lý tuần tự. Cái nào dễ thì làm trước, cái nào khó thì làm sau. Rất đơn giản. Và anh chị nào bị kiểm điểm là bước một thôi. Làm đến đâu làm đến đó. Lúc đầu tôi phát hiện ra anh, tôi kiểm điểm. Sau đó là tôi kiểm tra sâu hơn, tôi phát hiện ra rằng là một cái suy sâu hơn là tôi chuyển sang kỷ luật về mặt chính quyền. Và sau đó nếu phát hiện ra anh còn trục lợi ở đây nữa thì tôi mang anh ra hình sự về cái tội tham mô tham nhũng. Đúng không? Rất đơn giản. Và thậm chí có thể nói thế này. Mất niềm tin, có sai phạm, từ chức. Các bác có thể nghe đoạn cuối của lời của Tổng Bí thư đã nói rất rõ cụ thể như vậy. Và cho thôi việc, cho từ chức. Đó là những cái mà chúng ta có thể thay thế cán bộ rất nhanh. Và đợt này làm rồi, chuẩn bị làm tới nữa. Các bác có thể thấy rằng là đợt tới có rất nhiều cán bộ cấp cao cũng sẽ bị. Và chúng ta lại cứ ngó qua thủ đô Hà Nội, chúng ta cứ ngó qua một chỗ nào đó để thấy rằng là những anh chị nào đã bị kiểm điểm, những anh chị nào mất niềm tin của nhân dân, những anh chị nào mà còn dung dưỡng thì có thể cho nghỉ luôn được. Và đó là một trong những cái điểm mới được tới để thấy rằng là công tác cán bộ vô cùng quan trọng và chúng ta không cần phải chờ đến hết nhiệm kỳ theo quy trình quy định nữa. Bởi vì quy trình quy định hay là luật pháp hay thứ gì đó là do con người tạo ra. Và khi anh tạo ra luật pháp, anh tạo ra cơ chế quy trình đấy thì anh phải thật sự trí công vô tư, anh đừng có cài, có cắm vào đó. Và không chỉ một mình anh tham nhũng, không chỉ một mình anh là phải làm gương, đến cả vợ con anh cũng phải làm gương nốt. Anh không bảo được vợ anh thì anh đừng có làm quan. Đã làm lãnh đạo thì phải bỏ qua cuộc sống riêng tư của mình đi. Đó là điều chắc chắn. Anh nào lãnh đạo mà lại còn muốn rằng là vẫn đi chơi gôn mà không ai biết, vẫn ăn vỏ dắt vàng mà không ai biết, vân vân, rồi vẫn hưởng những cái chai rượu đến hàng chục nghìn đô la một chai, có thể bằng tới hàng bao nhiêu năm mà người nông dân hoặc người dân làm ra mới được, thì xin lỗi, anh không nên làm lãnh đạo. Anh nghỉ đi cho người khác làm. Chỉ thế thôi. Thế cho nên, đấy là một lời cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh với những quan tham, những người mà bị suy thoái về mặt đạo đức, lối sống chính trị, thì tốt nhất anh nào mà cảm thấy rằng là mình không làm được thì tránh ra cho người khác làm. Rất tuyệt vời Tổng Bí thư, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.